Chào mừng các bạn quay trở lại với những trải nghiệm làm ngành trên kênh YouTube Đu Đủ Xanh. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về câu chuyện trải nghiệm của mình và ekip đã thực hiện những điều này như thế nào. Đây là một số thông tin chi tiết của bức ảnh, như thông tin của tác giả, khẩu độ, tốc độ và ISO khi chụp. Về những yếu tố thuận lợi và khó khăn khi thực hiện bức ảnh này, mình sẽ để ở cuối video. Kèm theo đó là những mẹo nhỏ và lời giải thích giúp bạn có nhiều thông tin hơn. Đây là bức ảnh được chụp nhanh trong 7 phút bằng máy ảnh Sony A6400 và lens 18-105. Điều khó khăn khi chụp những bức ảnh tập thể là xếp đội hình các thành viên. Nếu không quen việc này, có thể bạn phải mất hơn 30 phút vẫn chưa xong, hoặc bức ảnh sẽ có đội hình không đẹp. Do điều kiện thời gian giới hạn khi thực hiện bức ảnh này, nên mình sắp xếp nhanh các huấn luyện viên sẽ đứng ở vị trí trung tâm. Các thành viên chia đều ra 3 hàng, sao cho các bạn nhỏ ngồi trước và các bạn lớn đứng phía sau. Bức ảnh này được chụp lúc 9:30 sáng, là thời chụp có độ sáng chênh lệch khá nhiều. Việc hậu kỳ cần làm là cân chỉnh ánh sáng hợp lý giữa các vùng sáng tối. Sau đó mình đã crop với tỷ lệ 2:1 để có bức ảnh tập thể như thế này. Các bạn vừa theo dõi những trải nghiệm làm ngành trên kênh YouTube Đu Đủ Xanh. Hãy like và share video này. Còn đây là lần đầu tiên đến với Đu Đủ Xanh, hãy subscribe, bấm nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video bổ ích ra trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Mình có 2 video gợi ý cho các bạn là những đề tài hay và là nội dung độc quyền của kênh.